Xin chào quý khách hàng, tôi đến từ công ty cổ phần giải pháp Digitech. Đây là loạt video hướng dẫn sử dụng phần mềm TAP ERP 2014. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng khai báo máy chấm công. Để khai báo máy chấm công, các bạn chọn hệ thống khai báo máy chấm công, phím tắt là F1. Ngoài ra thì các bạn có thể kích trực tiếp vào nút máy chấm công xuất hiện ở trên giao diện của phần mềm như ở đây. Đây là khung khai báo máy chấm công. Ở đây là danh sách các máy chấm công được khai báo trước đó. Để tạo mới một máy chấm công, các bạn chọn tạo mới và điền đầy đủ các thông tin với mã đầu đọc ở đây là mã đầu đọc bằng từ định nghĩa. Mã này sẽ không được trùng với mã đầu đọc nào khác. Tên đầu đọc ở đây, ví dụ cửa 04. Loại đầu đọc, với mỗi một máy chấm công thì sẽ có một loại đầu đọc khác nhau. Ở chỗ mình đang dùng loại X628. Mình màu, vậy mình sẽ chọn mục này. Dữ liệu tải đến là mốc thời gian phần mềm tải dữ liệu. Khi bạn tích vào mục là đầu đọc vào thì phần mềm sẽ hiểu đây là máy quẹt vào, các dữ liệu chấm công trên máy này sẽ mặc định có trạng thái là vào. Tiếp theo về thông tin kết nối, có hai kiểu thông tin kết nối là Next Connect và Com Connect. Thì Com Connect ở đây là phương thức kết nối với máy chấm công theo chuẩn RS485 hoặc RS232. Với Com là cổng mà bạn sử dụng khi dùng phương thức kết nối này. Và Baud Rate ở đây là tốc độ truyền dữ liệu. Và Next Connect ở đây là phương thức kết nối thông qua chuẩn giao tiếp Ethernet. Ở đây thì mình sẽ tích vào mục này. Và địa chỉ IP ở đây sẽ là địa chỉ IP bạn lấy ở trên máy chấm công, tức là lấy trên con X628 hình màu ở trên. Port ở đây là cổng của máy chấm công. Đối với các máy X628 TFT và X628 BBK sẽ là 4370. Với các máy X628E và X628I sẽ là 5005. Và đối với máy VDIC sẽ là 9870. Sau khi đã khai báo xong, các bạn chọn lưu để kết thúc. Dữ liệu đã lưu thành công. Và để sửa một máy chấm công thì các bạn chỉ cần thay đổi một số thông tin, ví dụ như loại đầu đọc. Các địa chỉ IP và các cổng. Các bạn lưu ý là địa chỉ IP và cổng này thì các bạn sẽ lấy trực tiếp trên máy chấm công. Rồi, các bạn ấn lưu để kết thúc. Như vậy thì cửa 04 đã được sửa. Ở đây, do mình đã sửa nhầm cổng của máy 04 này, sẽ mình sẽ xóa bản ghi này. Và các bạn ấn có để cho nó xóa, không để trở về. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng khai báo cấu hình máy chấm công. Trước hết, để khai báo, các bạn cần kết nối máy chấm công và máy tính. Các bạn nhấn kết nối. Sau khi kết nối thành công, các bạn chọn tab cấu hình máy chấm công. Tại đây sẽ hiển thị thông tin về máy chấm công, ví dụ như ngày giờ, số lần quẹt. Số lần quẹt đây là số bản ghi đang lưu trữ trên máy chấm công. Số người dùng, ở đây là số lượng nhân viên đã được khai báo trên máy chấm công. Và số người quản trị là số người có quyền quản lý máy chấm công. Nút đồng bộ với máy tính ở đây thì có chức năng là đồng bộ thời gian giữa máy chấm công và máy tính. Sau đó chúng ta ấn lưu để lưu cấu hình. Nút xóa dữ liệu quẹt thẻ thì có chức năng là xóa toàn bộ các bản ghi hiện tại trên máy chấm công. Nút xóa tất cả user là xóa tất cả các dữ liệu quẹt vân tay được lưu trữ trên máy chấm công. Và nút xóa admin là xóa tất cả các quyền quản lý trên máy chấm công. Các bạn cần lưu ý đó là ba nút này sẽ xóa tất cả các dữ liệu trên máy chấm công đã được kết nối. Vì vậy các bạn cần suy nghĩ kỹ hoặc là sao lưu dữ liệu trước khi sử dụng các chức năng này. Tiếp theo, mình hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu từ máy chấm công xuống cơ sở dữ liệu. Các bạn chọn tab máy chấm công cơ sở dữ liệu. Tại đây các bạn nhấn duyệt nhân viên từ máy chấm công. Nút này có chức năng là tải xuống tất cả các thông tin về nhân viên đã được khai báo trên máy chấm công. Sau đó các bạn nhấn lưu để lưu các thông tin này vào cơ sở dữ liệu. Đã lưu vào cơ sở dữ liệu thành công.
Các bạn có thể tích nhấp vào đây để cập nhật lại những vân tay đã có. Nếu mà chưa có thì phần mềm sẽ tự động thêm mới cho các bạn. Tiếp theo là mục cơ sở dữ liệu máy chấm công. Mục này sẽ giúp cho các bạn lấy lại thông tin dữ liệu đã bị mất trên máy chấm công từ cơ sở dữ liệu có sẵn. Đầu tiên các bạn nhấn duyệt nhân viên từ máy chấm công. Sau đó chọn các thiết bị cần ghi. Ở đây mình sẽ chọn ghi vào máy chấm công của 02. Tiếp theo tích chọn vào những nhân viên mà các bạn muốn ghi lên máy 02. Ở đây mình chọn 2 nhân viên. Sau đó nhấn ghi vào máy chấm công. Ghi thông tin lên đầu đọc thành công. Như vậy thông tin về 2 nhân viên này đã được ghi lên máy chấm công số hiệu 02. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng các tiện ích như lấy tên từ phần mềm. Khi bạn nhấn vào đây thì từ các ID có sẵn, phần mềm sẽ tự động lấy danh sách nhân viên tương ứng ở cơ sở dữ liệu. Các bạn nhấn vào lấy user ID từ danh sách nhân viên thì sẽ hiển thị lên danh sách tất cả nhân viên cho công ty. Và nhấn vào xóa vân tay trong cơ sở dữ liệu thì phần mềm sẽ xóa dữ liệu vân tay của các nhân viên đã được chọn ở đây. Video khai báo máy chấm công đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khách hàng đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.